Hôm nay chúng ta cùng theo chân kỹ sư SMA để tìm hiểu cách lắp đặt Sunny Boy từ 3 đến 5 kW. Chào các bạn, là tôi đây. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho bạn cách lắp đặt biến tần Sunny Boy từ 3 đến 5 kW nhanh chóng và dễ dàng. Sự khác biệt chính là Sunny Boy dễ dàng lắp đặt nhờ SMA đã tích hợp các tiện ích kết nối thông minh Sunny Boy. Đây là gói tiện ích toàn diện cho hệ thống PV để vận hành và cài đặt. Trước tiên, chúng ta hãy khui thùng ra và xem tài liệu hướng dẫn bên trong. Hướng dẫn lắp đặt và hướng dẫn vận hành. Bộ biến tần màu đỏ. Phụ kiện kết nối. Các đầu nối hay còn gọi là jack MC4. Đầu kết nối mạng Internet và anten mạng LAN. Và giá treo tường cho biến tần. Sự tiện lợi của Sunny Boy là tất cả các kết nối được thực hiện từ bên ngoài. Điều này có nghĩa là không cần phải tháo vỏ biến tần ra. Chúng ta quan sát mặt sau của nó, bạn nhìn thấy các tấm làm mát. Và ở phía hai bên hông có chân bên trái và bên phải. Nó được sử dụng để treo biến tần lên tường. Giá treo đã được tôi lắp sẵn trên tường và bây giờ tôi sẽ treo biến tần nặng 16 kg lên. Nó rất nhẹ và phù hợp cho một người lắp đặt. Sau khi Sunny Boy được cố định trên tường, các bạn tiến hành siết chặt các vít lục giác rất dễ dàng và không cần siết quá mạnh tay với tuốc nơ vít. Quá trình này rất dễ dàng khi bạn tuân thủ theo hướng dẫn trong tài liệu. Việc cắt cáp và đấu nối cáp có thể được tìm thấy trong tài liệu này. Và tôi đang bắt đầu thao tác đấu nối biến tần phía AC vì sau đó vỏ biến tần sẽ được nối đất chỉnh sửa trước khi đấu nối phía AC. Vui lòng đảm bảo rằng phía AC cáp đã được tuốc vỏ để kết nối đúng cách và đã được cúp điện để thao tác. Bây giờ thực hiện đấu nối cáp vào đầu nối. Hãy nới lỏng khớp xoay này để luồn cáp qua nó. Tiếp theo, đưa cáp vào vị trí để đấu nối. Khi làm như vậy, vui lòng lưu ý các ký hiệu V, N và L. Rồi siết chặt ốc lại bằng tuốc nơ vít cỡ nhỏ. Sau đó, gài nắp chụp lại. Tôi đang dùng cái này, nắp khóa và vặn vít toàn bộ rất dễ dàng. Bây giờ, chúng ta có thể kết nối vít cắm AC vào biến tần. Và trước đó bạn phải kết nối cáp DC từ các tấm pin mặt trời về biến tần. Để làm được điều này, bạn phải kết nối các tấm pin nối tiếp với nhau lại thành chuỗi, sử dụng cáp DC chuyên dụng và vít cắm kèm theo. Một lần nữa, hãy đảm bảo rằng bạn đã kết nối cáp theo đúng cực âm và cực dương. Bây giờ, đưa cáp đến khu vực kết nối tương ứng, MPP theo tracker A hoặc MPP theo tracker B. Các vị trí ổ cắm còn lại không sử dụng, chúng ta dùng vít cắm phụ được cung cấp kèm theo cho mục đích này để đảm bảo rằng thiết bị đã được niêm phong đúng cách. Cách dễ nhất để thiết lập một tùy chọn giao tiếp với biến tần là tháo nắp màu đỏ này ra và sau đó gắn anten mạng vào để kết nối biến tần với cổng thông tin HDMI hoặc mạng nội bộ. Đầu tiên, việc chuẩn bị đầu cáp mạng là rất quan trọng. Gắn nắp xoay. Gắn tiếp vòng đệm cao su và sau đó luồn ống nối cáp mạng vào để phù hợp với giòn cao su chống bụi, chống nước ở đầu cuối. Bây giờ, chúng ta có thể gắn cáp trực tiếp vào rắc mạng trên biến tần. Trượt ống lên và vặn chặt lại. Cuối cùng, chúng ta bật công tắc biến tần lên để kết nối với điện áp xoay chiều của lưới điện
và xác nhận rằng kết nối DC đã ngắt. Việc lắp đặt đã hoàn thành. Quan sát 3 đèn LED trên mặt trước Sunny Boy. Đèn LED màu xanh da trời, báo chế độ vận hành. Đèn LED màu xanh lá, báo chức năng WPS đang kích hoạt. Khi đèn LED màu đỏ ở giữa sáng, điều này cho thấy có một lỗi đang xảy ra trên biến tần. Trong trường hợp có báo lỗi xảy ra, người vận hành hệ thống và trình quản lý sẽ ngay lập tức nhận được thông báo tự động qua phần mềm giám sát biến tần hoặc email. Đó là một tính năng kết nối thông minh của XNA. Trên đây là toàn bộ quá trình lắp đặt cơ khí và điện để vận hành Sunny Boy từ 3 đến 5 kW. Tiếp theo, bạn sẽ cần phải ủy thác máy chủ trên trang web XNA, tích hợp và đăng ký cổng thông tin để kích hoạt chế độ XNA thông minh. Dịch vụ được kết nối để cho phép bạn giám sát hệ thống PV từ xa qua điện thoại hoặc trình quản lý. Bạn có thể tìm thấy điều này trong các video khác của chúng tôi. Cách làm thế nào để ủy quyền máy chủ trên trang web nhà cung cấp? Bằng cách truy cập website www.lithaco.vn. Đừng quên đăng ký kênh của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.